tour 2 ngày 1 đêm Bắc Hà, Bản Phùng, Suy Thầu và Bắc Hà. Trong đường đi chúng ta gặp rất là nhiều cảnh ruộng bậc thang đẹp và những đồi núi hùng vĩ. Đến với thị trấn Cốc Pài, chúng ta sẽ dừng ở Parama Cốc Pài để ngắm nhìn toàn cảnh về Cốc Pài. Trên đường từ Cốc Pài đi đến Bản Phùng, chúng ta sẽ đi qua rất nhiều những con thác lớn nhỏ, đều có cả những thác này rất là hùng vĩ, chúng chảy dọc khắp cung đường mà chúng ta đi đến Bản Phùng. Đường đoạn này khá là khó đi nha các bạn. Nếu các bạn xác định đi bằng ô tô thì hơi vất vả một chút. Chúng ta vẫn quyết định là sẽ lên đi xe máy, và xe máy là phải xe số chứ xe ga có lẽ cũng không đi được cung đường này, sẽ rất là khó. Và các bạn nữ thì cũng nên tuyển những xe lam để đi, chứ cũng không nên đi một mình cung đường này. Đây là cái thác mà tôi cảm thấy đẹp nhất trong cung đường mà tôi đã đi qua. Trên con đường đi đến Quang Vinh, chúng ta sẽ đi qua một dạng thông rất là đẹp các bạn ạ, nhìn nó như Đà Lạt thu nhỏ. Và gần đến Bản Phùng thì chúng ta đã gặp những cánh đồng lúa và những ruộng bậc thang trùng trùng điệp điệp. Đi lên Bản Phùng rất là khó đi, nên các bạn đi xe ô tô thì phải đi xe hai cầu như Giang Gơ chẳng hạn, hoặc là ít nhất là Santa Fe hai cầu. Còn các bạn nào xác định đi bằng xe một cầu hoặc xe bốn chỗ thì chúng ta hãy dừng ngay ý định lên Bản Phùng, nó sẽ rất khó đi, nhất là những bạn là lái mới và mới đi vào những cung đường đèo thì thật sự rất là khó khăn. Đến Bản Phùng thì đập vào mắt tôi đó là những ruộng bậc thang. Chiều lắm các bạn ạ. Tôi có một khoảng khắc khoảng 15 phút ngồi uống cà phê ở trên cái hồ Tây của Chí Tài. Thật sự là rất khó tả cái cảm giác này, nó chiều kinh khủng luôn đấy. Nếu vào buổi chiều chúng ta có thể ngắm được cảnh ruộng bậc thang thì buổi sáng ở Chí Tài chúng ta sẽ ngắm được bình minh và có thể sẽ ngắm được cả biển mây và mặt trời mọc trên biển mây. Nếu bạn muốn ngắm một chút về hoàng hôn thì các bạn có thể đi trekking một cây hai lên đến làng cổ La Chí. Các bạn vừa được ngắm hoàng hôn rất đẹp và ruộng bậc thang hoàn toàn khác với bên này nhé, nhưng nó cũng không hề xấu hơn bên này một chút nào cả. Các bạn hãy thử đi nhé. Khi tôi đến Bản Phùng thì trời cũng vừa mới tạnh, cho nên là mây cũng không được nhiều lắm, và mây nó chỉ là lang thang trên những đỉnh đồi thôi, chứ không có một cái biển mây nào hình thành cụ thể cả. Nên bạn này thì tôi cũng rét sun nhiều thứ rồi các bạn ạ, nhưng mà cảnh đẹp, thật sự đẹp. Cuối cùng cũng phải chia tay với hôm tây Chí Tài và quay trở về với Suối Thầu để review cho các bạn cụ thể hơn về hiện tại Suối Thầu đang có gì. Suối Thầu hiện tại đang có hai ruộng lúa và một
con đường chạy ngược lên đỉnh đồi. Tam giác mạch cũng bắt đầu nở rồi, khá là đẹp. Tháng 9, tháng 10 thì có lẽ là sẽ là căng đét. Thời tiết suối Thầu rất tốt, nhưng các bạn nếu mà đi suối Thầu thì tôi khuyên các bạn là lên đi đường dưới. Còn con đường trên từ Lạt Ma vào rất là xấu và sẽ không thể đi xe máy được.